Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hương Nhật Bãi. Hôm nay lại tiếp tục lên sóng cho bác một chiếc xe Cannondale của Mỹ xuất Nhật, một chiếc xe khui thùng, một chiếc xe mua đấu giá sách tay tại thị trường Nhật về, và bên em bao zin bao xịn cho bác luôn. Một chiếc xe khung nhôm càng carbon. Con này thì mua bán em có đầy đủ giấy tờ luôn, mua tại thị trường Nhật luôn các bác, làm bằng chứng cho các bác luôn. Một chiếc xe thương hiệu rất là nổi tiếng Cannondale. Con này thì group của nó là 5008, bộ chỉnh động là Shimano 105. Năm sản xuất con này là năm 2014 các bác. Năm 2014. Thì chiếc xe này em vừa mới khui thùng xong các bác. Đây là thùng của xe. Và đặc biệt hơn nữa thì xe này thì em bao zin bao xịn. Thì em sẽ quay về chi tiết của mẫu xe này để cho anh em và các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe thể thao, một chiếc xe tay cong. Con này thì sơn của nó là sơn zin màu lông chuột rất là đẹp quá. Đấy, màu xám của lông chuột này. Rất là đẹp, zin đét 100%. Con này là con size của nó là chiều đóng đứng là 50, anh em cứ lên cho em là chiều cao từ 1m65 trở lên là rất là đẹp. Con này là Cannondale Cup 10. Đấy, sơn zin 100%, vành của nó là vành nhôm hai lớp xé gió, nan hoa của nó là nan hoa inox, chân của nó là chân đồng. Đấy, đặc biệt hơn nữa thì group của con này là group 5008, bộ chỉnh động là Shimano 105. Xe rất là đẹp, tay của nó là tay cong. Con này thì càng trước là sở hữu cho bác là càng của nó là càng carbon các bác. Đây là một cặp càng carbon này, khung của nó là khung nhôm. Đấy, sơn zin màu sơn lông chuột, sơn dám thôi nha. Đấy, sơn màu lông chuột và sơn dám rất là đẹp. Zin 100%. Con này thì nó sử dụng cho bác là nhôm không mối hàn và nó là mối hàn robot, mối hàn dám rất là đẹp. Đấy, sờ lên xe các bác nhìn thấy sơn zin của nó sờ dám rất là đẹp luôn. Con này thì phanh sau của nó là phanh hình chữ U ba mảnh của Shimano 105. Đùi của nó là đùi nhôm Shimano 105 quá nhá. Đùi Shimano 105 này, đùi nhôm 4 chấu của Shimano 105. Zin theo xe. Xích líp là zin theo xe luôn các bác. Đấy, xích líp là zin theo xe. Con này sở hữu cho bác là với 11 líp và 2 đĩa. Đấy, bộ chuyển động cấu hình của nó rất là cao với cấu hình là Shimano 105. Đấy các bác, Shimano 105 zin theo xe này. Chiếc xe này thì lốp của nó là lốp zin theo xe, lốp Panalizer, lốp 700x23. Lốp 700x23 và lốp này là lốp của Japan luôn các bác. Lốp trước của Japan và lốp sau cũng là của Japan luôn các bác nhá. Dập chữ Japan trên mặt lốp luôn, rất là đẹp. Con này thì khi mà mua hàng của bên em là bên em bao luôn là giấy tờ luôn các bác nhá. Đấy, con này thì phanh của nó là phanh hình chữ U ba mảnh này của Shimano 105, phanh sau và phanh trước. Đấy, mặt lốp rất là đẹp, bám đường rất ít nên là đang rất là đẹp. Cọc in của nó là cọc in zin theo xe bằng nhôm Cannondale các bác. In này cũng là in zin theo xe này. Đấy, dòng xe này thì hàng chạy lướt rồi nên là dòng xe này nó có những cái vết nổ của in cũng nhá. Đây là vết nổ của in thôi. Đây, cốt in và in của nó là zin 100% theo xe. Bô tăng và ghế đông của con này là bằng nhôm của Cannondale luôn các bác. Cannondale này. Với trọng lượng của xe này thì nó dao động khoảng tầm gần 8 kg quá, gần 8 kg, siêu nhẹ luôn. Nó nhẹ hơn cả dòng xe carbon các bác. Rất là nhẹ. Tay của nó là tay để lắc của nó là Shimano 105 các nhá. Này, tay để lắc của nó là Shimano 105 luôn này. Đấy, tất cả bao tay này zin theo xe 100%, hàng về thì bên em để nguyên vậy. Đây là xe rất đẹp, phanh trước là phanh hình chữ U ba mảnh của Shimano 105 các bác. Đấy. Và phanh sau của nó là dây phanh đi âm sườn các nhá, dây phanh đi âm sườn. Con này thì tay lắc trái, tay lắc phải là Shimano 105, em bao zin 100% cho các bác. Đùi của nó là đùi nhôm. Và chiếc xe này thì vành trước cũng là vành zin theo xe và vành của vành nhôm hai lớp xé gió nan hoa inox. Chân đồng. Mai ơi nhôm zin theo xe của Shimano 105, tay tay khóa hồng zin theo xe các bác nhá. Đấy, khóa hồng zin theo xe. Lốp trước là lốp zin theo xe của Made in Japan các bác này. Made in Japan zin theo xe này. Lốp 700 nhân với 23 các bác nhá, 700 nhân 23C. Đấy, zin theo xe 100% luôn. Đấy các bác. Thông số của lốp, lốp rất là đẹp. Gần như là mới luôn các bác. Gần như là mới. Con này sử dụng là trục của nó là trục rỗng các bác nhá. Đây, trục của nó là trục rỗng này. Đấy, trục rỗng, tem mác đầy đủ luôn các bác. Đấy, giống đứng của nó là giống 50 quá nhá, giống đứng 50 của Cannondale. Cannondale zin 100%. Đấy, xích líp zin 100% anh em nhá. Đấy, xích líp zin 100% này, phần hông của xe này tất cả này. Cannondale zin theo xe quá. Trục rỗng. Trục sau là trục trục trước là trục nữa là trục rỗng và là toàn là Shimano 105 quá. Đấy, rất là đẹp nhá. Em bao zin luôn các bác. Con này là con Cannondale Cup 10. Đấy, giá ngày hôm nay em lên giá cho các bác là 26 triệu đồng là bao ship tận nhà, bao luôn giấy tờ luôn cho bác, hàng bên em được kiểm tra hàng, hàng zin hàng xịn. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng xe của Mỹ xuất Nhật thì anh em liên hệ cho bên em chiếc hàng sách tay đấu giá Cannondale của Mỹ.
Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau. Xin chào toàn thể các bác.